Và bây giờ anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hoàng Ngọc Diêu Hiểu cho đúng và hiểu rõ về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội Trò chuyện với nhiều bạn mới khám phá ra rằng Kể cả những người bạn trong nước bị chọc cho mù Và những người bạn thoát ra ngoài nhưng tự chọc cho mù đều không hiểu đúng và hiểu rõ về chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa xã hội họ ghét chế độ cộng sản ở việt nam nói riêng và vì nước việt nam hiện nay gắn cái nhãn cộng hòa xã hội chủ nghĩa cho nên họ tin chắc rằng xã hội chủ nghĩa là cộng sản thực ra xã hội chủ nghĩa khác với cộng sản chủ nghĩa ở mức bản chất rất nhiều điểm phân tích ở đây là để hiểu cho đúng và để tránh bị dẫn dắt một cách mù lòa còn chọn cái nào thì đó là chuyện của mỗi cá nhân xã hội chủ nghĩa có quốc hội dân chủ được ứng cử và bầu cử hoàn toàn tự do và minh bạch trong khi đó cộng sản việt nam hình thành quốc hội một cách độc tài và độc đoán do chính họ những người trong đảng được đưa ra thử tự hỏi việt nam hiện nay có quốc hội dân chủ hay quốc hội do đảng cử dân bầu theo kiểu chỉ định sẵn vậy chế độ ở việt nam là cộng sản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa Kế đến, xã hội chủ nghĩa xem trọng quyền tự do cá nhân, chọn lựa, tín ngưỡng, chính kiến, vân vân. Trong khi đó, Cộng sản chủ nghĩa hoàn toàn áp đặt mọi mặt và không cho phép cá nhân được chọn lựa. Thử hỏi dân Việt Nam có được quyền chọn đảng phái khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Dân Việt Nam có quyền phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam mà được yên thân hay không? Ở Việt Nam có tôn giáo nào mà không có đảng nhúng tay vào không? Vậy chế độ ở Việt Nam là cộng sản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa? Tiếp theo, xã hội chủ nghĩa có công đoàn và các tổ chức xã hội dân sự để bảo đảm quyền lợi của công dân. Cộng sản Việt Nam chỉ dựng lên công đoàn cho có hình thức và mọi thứ đều do độc đảng cộng sản kiểm soát. Vậy thử hỏi, Việt Nam có công đoàn tự do và các xã hội dân sự công khai hoạt động mà không bị bàn tay của đảng kiểm soát hay không? vậy chế độ ở việt nam là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa có chính sách địa phương hóa để đưa ra chính sách thích hợp cho mỗi địa phương trong khi đó cộng sản chủ nghĩa kiểm soát mọi chính sách ở cấp trung ương ở việt nam có địa phương nào được phép đưa ra chính sách thích hợp cho địa phương của mình hay không hay mọi thứ đều đi ra từ ba đình vậy chế độ ở việt nam là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa kể đến xã hội chủ nghĩa chia ra hai nhánh công hữu và tư hữu và công hữu không có quyền khống chế tư hữu bằng chính trị và chính sách. Trong khi đó, Cộng sản chủ nghĩa hoàn toàn thống trị tất cả. Ở Việt Nam, có một phần thị trường tự do và doanh nghiệp tư nhân, nhưng những thứ tự do và tư nhân ấy có bị chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định số phận không? Vậy chế độ ở Việt Nam là xã hội chủ nghĩa hay Cộng sản chủ nghĩa? một câu hỏi khác xã hội chủ nghĩa có hệ thống giá cả của thị trường tự do và dựa trên nhu cầu xã hội cũng như phát triển của kinh tế trong khi đó cộng sản chủ nghĩa khống chế và quyết định hoàn toàn giá cả thử hỏi ở việt nam đảng cộng sản việt nam có khống chế và kiểm soát hoàn toàn giá cả hay không vậy chế độ ở việt nam là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa sử dụng hệ thống tài chính mở do các chuyên gia kinh tế tư vấn và phát triển miễn sao nó vận hành hữu hiệu trong khi đó chủ nghĩa cộng sản tạo ra hệ thống tài chính đóng và hoàn toàn độc tài trong việc đưa ra chính sách tiền tệ kể cả đổi tiền nâng giá và hạ giá kim loại quý và ngoại tệ tùy theo nhu cầu của trung ương quyết định ngân hàng của cộng sản là ngân hàng nhà nước ở việt nam có chuyện hệ thống tài chính mở hay tất cả là do trung ương đảng quyết định vậy và ở Việt Nam có ngân hàng nào không phải là của nhà nước và không có cổ phần chiếm đa số là của nhà nước hay không. Vậy chế độ ở Việt Nam là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa? Xã hội chủ nghĩa có chính sách mở rộng về lương bổng và phúc lợi xã hội trong khi đó, cộng sản chủ nghĩa thì ấn định lương bổng một cách độc đoán từ trung ương và phúc lợi xã hội chỉ dành cho người có công với cách mạng. Ở Việt Nam, có những tổ chức độc lập nào có thể cố vấn và tạo ảnh hưởng về lương bổng cũng như công ích xã hội không? Vậy thì chế độ ở Việt Nam là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa? Tóm lại, chế độ ở Việt Nam hiện giờ chỉ có cái nhãn là xã hội chủ nghĩa mà thôi do đảng Cộng sản tự gắn lên để mà mị dân. Nhiều người cho rằng cái hiệu xã hội chủ nghĩa là cái gì đó vương tới nhưng họ không hiểu rằng bản chất vốn không phải là xã hội chủ nghĩa, thậm chí là hoàn toàn ngược lại mà vẫn tiếp tục ngược lại. Vậy thì vương tới cái gì?